Công an thị xã Mỹ Hào vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lý Công Trung, sinh năm 1993 ở thôn Bùi, xã Cẩm Xá, và Lê Anh Nam, sinh năm 1988 ở phố Bần, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, về tội cướp giật tài sản. Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2021, Công an thị xã Mỹ Hào nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Lan Anh, có hộ khẩu thường trú tại thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, trình bày về việc vào tối ngày 29 tháng 5, chị đang đi xe máy điện ở khu vực cây xăng, tổ dân phố Trại, phường Dị Sử, có hai nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang đi xe máy áp sát và bất ngờ giật chiếc điện thoại di động iPhone 12 Pro màu xanh trị giá khoảng 20 triệu đồng rồi tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Mỹ Hào đã tiến hành điều tra và xác định Trung và Nam là thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên.